Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành trên tay nhanh cái quạt treo tường Senco T1688. Thì cái này mình mua ở trên Shopee cái giá khoảng 170k thôi. Thì bạn nào quan tâm có thể xem cái link mình bỏ bên dưới phần mô tả video. Thì đây mình nói sơ thông số cái quạt này. Thì cái quạt này là cái sải cánh của nó là 40cm, nó có 3 cấp độ gió, công suất của nó là 50W nha các bạn. Thì nó bảo hành cho các bạn là 2 năm. Thì mình mua trong khoảng 2 ngày họ đã giao rồi. Thì họ đóng gói trong một cái hộp cũng khá là đơn giản thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở ra cho các bạn xem. Thì cái sản phẩm này nó không có hộp chính thức của hãng như bạn. Nó chỉ là đóng một cái hộp khác vô thôi. Nhưng các bạn yên tâm, đây là hàng mới. Rồi mình sẽ mở lấy cái sản phẩm này ra. Đó. Thì đây là cái bộ sản phẩm mà cái quạt treo tường này. Đó, nó bọc trong một cái bịch kính. Đó, để là Senco. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra bên trong có những cái gì. Đó thì đây là cái cánh quạt nha các bạn. Đó là cánh quạt ba cánh, thì cái sải cánh của nó khoảng 40 như các bạn thấy đó. Đây là cái phần khung nhựa để giữ cái khung sắt. Đó, đây là cái động cơ chính của chúng ta. Đây nó cũng khá là nặng tay. Thì các bạn có thể thấy đây, thì nó sẽ đạt chuẩn 5 sao về tiết kiệm năng lượng, tức là cái chuẩn cao nhất rồi. Thì công suất chính xác của nó sẽ là 47W nha các bạn. Thì cái quạt này sẽ là quạt 3 cấp độ gió. Các bạn thấy không? Sẽ có 3 cấp độ và nó chỉ sẽ có một cái dây giật thôi nha các bạn chỉ giật tới xoay vòng thôi, chứ không phải giật ngược lại được. Nó cứ giật tới vậy. Đó, vậy ở sau nó sẽ có một cái móc để các bạn treo lên tường. Nó sẽ tặng cho các bạn bộ móc để các bạn khoan và treo lên tường luôn. Và cái dây điện của nó thì mình có đo sơ khoảng rơi vào khoảng 1.5m. Đây cụm động cơ của nó. Thì cái phần này là phần khung sắt thôi. Thì khung sắt của cái quạt này mình thấy nó khá là cứng cáp so với cái giá tiền, rơi vào khoảng tầm 200.000 đồng, thì nó rất là tốt rồi. Rồi thì đây là mình sẽ mở hộp ở trên tay nhanh cho các bạn thấy. Thì bạn nào quan tâm có thể mua cái sản phẩm, thì mình bỏ bên dưới phần mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại.